Để mất bóng rất nguy hiểm, Quang Tú. Rất đáng tiếc. Có một tình huống tranh chấp tốt. Để mất bóng rất nguy hiểm, Quang Tú. Rất đáng tiếc. Tranh chấp tốt, đây là Quang Anh. Quang Anh. Vẫn là Quang Anh. Tình huống hơi cá nhân của Quang Anh nhưng các thủ VFF vẫn có bóng. Vẫn là số 16. Lê Phát. Có thể dứt điểm. Không được. Lê Phát. Có thể dứt điểm. Không được. Đường chuyền vừa rồi là một đường chuyền không tốt của Minh Nhất. Đường chuyền tốt của Huy Hoàng. Phạm lỗi rồi. Huy Hoàng. Đường chuyền tốt của Huy Hoàng. Phạm lỗi rồi. Cơ hội dành cho các thủ PVF. Xem Lê Phát. Không được. Trong khi đó bên cánh trái sẽ là Lê Phát. Bây giờ là Lê Phát sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Rất nguy hiểm, rất đáng tiếc. Bên cánh trái sẽ là Lê Phát. Bây giờ là Lê Phát sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Rất nguy hiểm, rất đáng tiếc. Phạm lỗi rồi. Người phạm lỗi vẫn là số 34 Vũ Trọng Hoàng. Phạm lỗi rồi. Người phạm lỗi vẫn là số 34 Vũ Trọng Hoàng. Rất khó khi mà các thủ Hòa Bình đã lùi về rất nhanh. Lại một tình huống dứt điểm nữa. Quang Tú. Vẫn là Quang Tú, rất hay. Lê Phát. Quang Anh. Quang Tú. Không được. Văn Lợi. Rất nguy hiểm. Trọng Hoàng. Văn Lợi. Rất nguy hiểm. Rất. Trọng Hoàng đã phạm lỗi rất. Trọng Hoàng đã phạm lỗi rất nhiều lần, phạm lỗi trong hiệp thi đấu đầu tiên này rồi. Dứt điểm đi. Rất đáng tiếc. Dứt điểm đi. Rất đáng tiếc. Bóng được chuyển sang cánh phải dành cho Mạnh Dung. Không, đây là Lê Phát. Không được. Mạnh Dung. Xử lý hay, Mạnh Dung. Dứt điểm đi. Không được. Rất đáng tiếc. Mạnh Dung. Xử lý hay, Mạnh Dung. Dứt điểm đi. Không được. Rất đáng tiếc. Lê Phát. Đường chuyền dành cho Quang Tú. Vẫn là số 11. Quang Tú. Không vào. Vẫn là số 11. Quang Tú. Không vào. Vẫn là số 16. Phạm lỗi rồi. Vẫn là số 16. Phạm lỗi rồi. Rất nguy hiểm. Rất đáng tiếc. Thêm một lần nữa. Rất nguy hiểm. Rất đáng tiếc. Rất nguy hiểm. Không được. Rất đáng tiếc cho các thủ Hòa Bình. Đây là Quang Anh, có thể dứt điểm. Đây là Quang Anh, có thể dứt điểm. Đó là tình huống tranh chấp của số 11 Quang Tú. Rất nguy hiểm, vẫn không vào. Rất nguy hiểm, vẫn không vào. Lê Phát. Tình huống qua người rất khéo của Lê Phát. Rất hay. Bên phía Hòa Bình. Rất nguy hiểm. Bóng đã. Trung Hiếu. Rất nguy hiểm của Quang Anh. Lê Phát. Rất nguy hiểm. Lê Phát. Rất nguy hiểm. Pha bật cao đánh đầu vừa rồi là của Minh Nhật. B
về phía khung thành của thủ môn Huy Hoàng thay vì một đường biên. Đây là Lê Phát, dứt điểm ngay. Tình huống quan sát và chuyền bóng rất nhanh, Lê Phát. Không đây, dứt điểm đi. Dứt điểm. Vào. Không đây, dứt điểm đi. Dứt điểm. Vào. Cuối cùng thì điều chúng ta mong chờ đã đến. Anh Đức, dứt điểm đi, rất nguy hiểm. Anh Đức, dứt điểm đi, rất nguy hiểm. Mạnh Dũng, Trung Hiếu vẫn là người cản phá được tình huống vừa rồi. Không được. Gia Huy, vẫn còn. Mạnh Dũng, không vào. Rất đáng tiếc cho Lê Anh Đức trong pha bóng vừa rồi. Mạnh Dũng, không vào. Rất đáng tiếc cho Lê Anh Đức trong pha bóng vừa rồi.